mà phân loại về nguyên tố học. Đấy, cái phần phân loại về nguyên tố học này nó rất là thú vị nhá. Thì ta sẽ có là một nhỏ là dựa theo cấu hình electron, một nhỏ dựa theo cấu hình nghe. Thì dựa theo cấu hình E thì người ta phân loại các nguyên tố hóa học thành các nguyên tố S, P, D và F. Dựa theo cấu hình E thì có thể phân loại các nguyên tố hóa học theo là các nguyên tố S, P, D, F. Phương pháp phân loại. Là electron cuối cùng điền vào phân lớp nào thì sẽ thuộc, thì nguyên tố học sẽ thuộc loại nguyên tố đó, thì dẫn đến nguyên tố hóa học sẽ thuộc loại nguyên tố đó. Thầy lấy ví dụ magnesium Z bằng 12, cấu hình nghe 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Và ta vừa nhìn thấy là 3S2 nhá, là electron cuối cùng điền vào phân lớp S. E cuối cùng điền vào phân lớp S. Suy ra magnesium thuộc nguyên tố S. Được chưa? Nó quá dễ dàng luôn. Ta có Al thì ta sẽ có rằng là cấu hình nghe là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, và ta thấy rằng là E cuối cùng của nó điền vào phân lớp P, nên suy ra Al thuộc nguyên tố P. Tương tự ta sẽ có Cl, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Được chưa? Vậy suy ra Cl, E cuối cùng điền vào phân lớp P, nên Cl thuộc loại nguyên tố P. Tương tự Cu, cấu hình nghe 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S, 4S1, 3D10 đúng không? Nhưng mà nó sẽ chuyển thành là 3D10, 4S1. Thì E cuối cùng điền vào phân lớp D, suy ra Cu thuộc nguyên tố D. Fe, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2, 3D6. Vậy ta thấy rằng E cuối cùng điền vào phân lớp D, nên suy ra Fe thuộc nguyên tố đây. Đấy. Hai nhỏ là phân loại dựa theo tính chất hóa học. Thì mình sẽ có là các nguyên tố hóa học thì còn có thể phân loại dựa theo tính chất hóa học cơ bản nhá. Thì nó sẽ được chia thành là kim loại, phi kim và khí hiếm. Thì thế nào là kim loại, thế nào là phi kim, thế nào là khí hiếm thì ở bài sau thầy sẽ có định nghĩa và giải thích cho các em, được không ạ? Bây giờ chúng ta sang cái phần cuối cùng của cái buổi học ngày hôm nay. Đấy là cái ý nghĩa liên hệ giữa cấu hình E tới vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Hay nó tương đương với lại là đây là phần 4 La Mã, thì tương đương với lại dạng số 1.
là dạng mà xác định dạng bài tập số 1. Là dạng bài tập mà liên hệ giữa cấu hình E nguyên tử với vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Xác định vị trí của nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn dựa vào cấu hình E. Đây là một dạng bài tập quan trọng bậc nhất của chương số 2. Đấy, các bạn cần lưu ý được. Được chưa? Thế một La Mã phương pháp giải. Phương pháp giải. Ta cần nắm được một số cái vấn đề sau. Thứ nhất là lúc trước ta đã chứng minh là số thứ tự của ô nguyên tố thì bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. Đúng không? Nên ta sẽ có này. Số thứ tự ô nguyên tố thì chính bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, chính là Z. Đúng chưa? Hay là chính là số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố đó. Thì cái này quá dễ. Hai là số thứ tự của chu kỳ thì bằng số lớp của nguyên tố đó. Cái này cũng rất dễ. Đúng không? Giờ sang cái 3 này. Cái 3 là cái khó hơn này. Cái 3 thì bây giờ muốn xác định được ở cái 3 này thì chúng ta cần phải lưu ý. Nhá, bây giờ chúng ta cần phải lưu ý cái điều đặc biệt sau này. Thứ nhất là phải xếp vào lớp A hay lớp B, xếp vào nhóm A hay nhóm B. Đấy, số thứ nhóm thì nó có hai vấn đề. Được chưa? Nếu mà là các nguyên tố nhóm A nhá, để xếp vào nguyên tố nhóm A thì là các nguyên tố thuộc họ S và P. Thuộc họ S và P tương đương với là gì ạ? Là E cuối cùng điền vào phân lớp S và phân lớp P thì thuộc họ S và P. Nhóm B thì là các nguyên tố sẽ thuộc họ D và F, có nghĩa là E cuối cùng điền vào phân lớp D và phân lớp F. Đấy, đây là về nhóm nhá, xác định xem nó thuộc nhóm A hay nhóm B nhá. Mình cứ nhớ là SP thì thuộc nhóm A, DF thì thuộc nhóm B. Thứ hai là đến số thứ tự của nhóm. Số thứ tự của nhóm thì dễ nhá. Số thứ tự của nhóm thì số thứ tự của nhóm chính bằng số E hóa trị sâu hơn. Thì với các nguyên tố nhóm A, với các nguyên tố nhóm A thì số thứ tự của nhóm chính bằng số E lớp ngoài cùng. Với các nguyên tố nhóm B thì số thứ tự của nhóm chính bằng số E hóa trị. Và số E hóa trị của các nguyên tố nhóm B. Đấy, thì mình phải đi làm cách tính. Đúng chưa? Đấy, đấy là lý thuyết quan trọng bậc nhất nhá, phần dạng bài tập quan trọng bậc nhất của cái anh chương số 2 này. Đầu tiên ạ, ý lithium 1S2 2S1 đúng không? Ta có này Z bằng 3 suy ra nằm ở ô số 3. Được chưa? Có 2 lớp đúng không? Suy ra thuộc chu kỳ 2. E cuối cùng điền vào phân lớp S nên suy ra thuộc nhóm A. Điền vào phân lớp S suy ra thuộc nhóm A. Và thuộc nhóm A thì ta lại cũng suy ra nữa là E lớp ngoài cùng, số E lớp ngoài cùng
bằng 1. Vậy suy ra nó thuộc nhóm 1 này. Đấy. Đây là với lithium nha. Rất dễ luôn. Calcium này. Cô mình nghe này. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. Anh này có Z bằng 20. Suy ra nó nằm ở O20. 4 lớp. Suy ra chu kỳ 4. E cuối điền vào phân lớp S. E cuối điền vào phân lớp S. Suy ra nó thuộc nhóm A. Số E ngoài cùng. Lớp ngoài cùng bằng 2. Suy ra sẽ thuộc nhóm 2A. Đấy, vậy chốt lại calcium là O20, chu kỳ 4, nhóm 2A. L 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Vậy là ta có Z bằng 13. Suy ra ở ô số 13 có 3 lớp. Suy ra thuộc chu kỳ 3. E cuối điền vào phân lớp P. Phân lớp P. Suy ra thuộc nhóm A. Và số E ngoài cùng, lớp ngoài cùng bằng 3. Suy ra thuộc nhóm 3. Đấy, rất dễ với aluminium. C. Carbon 1S2, 2S2, 2P6, Z bằng 6. Suy ra ô số 6 có 2 lớp. Suy ra thuộc chu kỳ 2. E cuối điền vào phân lớp P nên là thuộc nhóm A. Đúng không ạ? Sorry, 2S2, 2P2 thì ghi nhầm. E cuối điền vào phân lớp P. Suy ra sẽ thuộc nhóm A. Và E lớp ngoài cùng bằng 4. Suy ra sẽ thuộc nhóm 4A. Đây là xong carbon. Rất dễ dàng. Mình sang P. Mình sang P. Câu mình nghe 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Sau điện từ từ 10, 3P3. Ta có Z bằng 15. Suy ra nằm ở ô số 15. 3 lớp. Dẫn đến nó sẽ thuộc chu kỳ 3. E cuối điền vào phân lớp P. Dẫn đến thuộc nhóm A. Và E lớp ngoài cùng bằng 2 cộng 3 là 5. Suy ra thuộc nhóm 5A. Đấy, rất dễ luôn. Anh O này. Cấu hình nghe này. 1S2, 2S2, 2P4. Nó nằm ở ô số 8. Đúng không? Do là Z bằng 8 này. Chu kỳ có 2 lớp nên chu kỳ 2 này. E cuối cùng điền vào phân lớp P nên thuộc nhóm A này. Số E lớp ngoài cùng là 2 cộng 4 là 6. Vậy thuộc nhóm 6A này. Đấy. Cố gắng mình đạt đến cái level này. Tiếp tục ạ. CL này. Cấu hình nghe của CL này. 1S2, 2S2, 2P6,
3S2, 3P5. Vậy là Z bằng 17 nên nằm ở ô số 17 này. Có 3 lớp nên nằm ở chu kỳ 3 này. Đấy. E cuối cùng điền vào phân lớp P nên thuộc nhóm A này. Số E lớp ngoài cùng là 2 cộng 5 là 7 nên thuộc nhóm 7A này. Dễ chưa? Quá dễ đúng không? AR. Cô nghe 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Z bằng 18. Nên nó nằm ở ô số 18. Đấy chưa? Thứ hai này. Nó có 3 lớp nên nó ở chu kỳ 3. E cuối cùng điền vào phân lớp P nên chắc chắn nó ở nhóm A. Và số E lớp ngoài cùng là 2 cộng 6 là 8 nên nó thuộc nhóm 8A. Rất dễ nha. Anh Y, CR. Câu anh nghe là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S, đáng nhờ 4S2, 3D4, chuyển thành 3D5, 4S1. Z bằng 24, nên nằm ở ô 24. Chu kỳ thì có 4 lớp, nên thuộc chu kỳ 4. E cuối cùng của nó điền vào phân lớp D nhé, nên nó thuộc nhóm B. Và với nhóm B thì số thứ tự của nhóm thì chính bằng số E hóa trị. E hóa trị bằng 6 nên thuộc nhóm 6B. Được chưa? Đấy, anh này đặc biệt đấy các bạn nhá. Câu hình nghe này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2, 3D6. Được chưa? Anh này ạ, có Z bằng 26. Suy ra nằm ở ô số 26. Có 4 lớp. Suy ra nó là chu kỳ 4. E cuối điền vào phân lớp D suy ra thuộc nguyên tố nhóm D, suy ra thuộc nhóm B. Và thuộc nhóm B thì ta sẽ có E hóa trị thì bằng 6 cộng 4 là bằng 6 cộng 2 là bằng 8. Suy ra Fe thuộc nhóm 8B. Ok chưa? Đây là về anh Fe. CU cấu hình nghe. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D. Đáng nghĩa là 3D9, 4S2 thì chuyển thành 3D10, 4S1. Ta có Z bằng 29, suy ra nằm ở ô số 29. Có 4 lớp, suy ra nó nằm ở chu kỳ số 4. E cuối điền vào phân lớp D, suy ra sẽ thuộc nhóm B. Và ta có E hóa trị thì lại chỉ bằng có 1. Suy ra thuộc nhóm 1B. Thế do anh này là sát ngoài cùng là bão hòa rồi. Nên là thuộc nên là E hóa trị bằng 1 thôi, nhóm thuộc nhóm 1B. Đấy là anh CU nhá. Anh ZN. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 3D10. Đúng không? Ô30. Chu kỳ 4. E cuối vẫn điền vào phân lớp D nên vẫn thuộc nhóm B. Và E hóa trị thì lại bằng 2 nên thuộc nhóm 2B. Dễ chưa? Các bạn thấy dễ chưa? Chú ý là với các nguyên tố thuộc nhóm B thì E hóa trị mà bằng 8, bằng 9 hoặc bằng 10 thì đều xếp vào nhóm 8B.
Đấy, thì là đặc biệt nhá.